错了。没关系。Diễn ra những giao tranh kịch liệt giữa hai nền tư tưởng tự do và cộng sản. Chuyện tình ngắn ngủi của một anh hạ sĩ đứng giữa hai chọn lựa tình yêu, trách nhiệm và một cô ca sĩ phòng trà. Anh ở đâu? Em ở đâu? Là một câu chuyện tình tiêu biểu của hàng trăm ngàn mối tình giang dở, của hàng triệu thanh niên nam nữ trong suốt 20 năm chinh chiến bảo vệ đất nước. Để thấy được những anh hùng, thật ra chỉ là những chàng trai rất bình thường, những chàng trai thời loạn đã dám yêu và dám chết cho đất nước của mình. Diễn viên Hùng Cường, Kim Vui, Mộng Tuyền, Ánh Nga, nói gì thế hả? Chúng tôi ở lại. Bảo Ân, Hà Huyền Chi, Ngọc Đức, tôi hiểu. Trần Đỗ Cung, anh muốn đòi những trận đánh cho riêng anh. Nhưng Ngọc Phu, dũng cảm như anh. Khả Năng, bà Năm Sa Đéc, và được sự yểm trợ của 20.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Sao lại nhà lúc đi chơi mà mời về sở? Bộ an ninh rồi muốn bắt ai thì bắt sao?